cả mọi người, hiện tại thì em đang chuẩn bị đến bữa trưa tại cửa hàng. Tuy nhiên thì em quên mất là giã đông thịt, nên là cái miếng thịt của chúng ta là bây giờ là còn rất là cứng, mọi người nhìn này. Cứng lắm ạ. Thì em đang rất là lo là không biết là mình có thái công. Nhưng mà sau khi mà em thử qua bằng cái dao thái của Tupperware, mọi người nhìn đấy. Để lát khi mà miếng thịt được cắt xong, bây giờ em sẽ quay trực tiếp cận cảnh cho mọi người xem trực tiếp xem là thịt mà chưa giã đông hết thì thái bằng cái dao của Tupperware hay nào nha. Em thì em cảm giác rất là thích, rất là sắc, thì mọi người xem trực tiếp nha.